Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, hai máy đang ủi các bạn ơi. Đang ủi mấy cái chỗ chừa lại nè các bạn. Ứng lúa mà mê chuột có bỏ xuống luôn, bay xuống luôn các bạn. Nè, anh em ứng lúa rồi nè. Cầm chuột rồi nè, dơ lên đây. Ồ, ở đây có còn vườn đây nữa nè. Quá trời chuột luôn à. Nó đang quay quanh cái cột đèn. Đây, ếch cha này nha. Hàng xịn đây. Hàng đời mới nha các bạn, 2024. Tiếp tục thì để tém ở đây cái nữa nha. Ồ, rất thô lúa các bạn. Hoặc gió chỗ hộp số rồi nha, mình thấy gió thổi bụi nè các bạn, nhúc nhích cây lúa nè. Rồi vậy là máy này chắc luôn, vậy là gắn hộp gió hộp số rồi, gắn cánh quạt hộp số. À
quẹo quẹo chờ hoài chỗ này hoài tại cái mé đường mương các bạn. Đúng rồi, cây này là có gắn quạt gió, gắn quạt gió cho hộp số cho nó hút bụi ra cho nó mát hộp số đó các bạn coi lúa nó thổi nè, lúa thổi ngang bên hông nè, bay bay luôn đó, đó là lằn gió đó, đầu nó bê kìa, nó xà xuống đường mương không à. Ok à, rồi rồi nó ngập luôn. Đó, lên được, lên được, không sao. Tắm đuối vậy. Thiệt nè, hộp chố cho quạt gió nè các bạn. Đó, không thấy à. Nhắc giả liền ha, rồi qua dắt lại cái mé bên đây lại nữa. Còn làm bên đây nha các bạn. Đó, còn bên đây cây 70. 70 làm này cũng nó cũng xong luôn. Được chuột nữa rồi. Ồ ok à. Dính rồi. Rồi tiếp tục dắt cái làm bên đây. Tại ngay cái đường mương nó cũng dễ sàn lắm nha các bạn. Giờ tài xế chạy trừ hao không dám mà không dám lắng sát luôn các bạn ơi, lắng sát chợ nó bị sập đường mương. Máy chạy mà nó băng xuống không, nó quẹo lên không đó thấy không? Lắc lư kìa. Ủa các bạn. Rồi cho đường mương luôn. Lên. Không sao. Vậy là cây này có gắn hộp gió hoặc gió ngay bạc hộp số giống như chiếc cây 100 binh mà đợt mình quay nha các bạn. Gắn để cho nó mát cái hộp số. Hay. Bây giờ anh ủi anh không dám chạy thẳng này nha các bạn. Tại xuống đây cái đường mương càng ngày nó càng lớn đó. Nó chạy nó dễ xề, xề xuống đường mương. Thủ chắc ăn các bạn ơi, xề đường mương cái chết liền à. Mưa nó cũng hơi lớn. Đường mương nè. Hết thảo ha. Không. Đó
nó quạt gió thổi lúa dạt dạt này các bạn thấy chưa đó, nó cái hơi gió là hơi gió của quạt gió rồi đó. Hay chà, trời ơi, vậy là gắn quạt gió chỗ hộp số. Ồ, thấy rồi nè các bạn, mình thấy rồi đó. À, vậy là máy này bên Ugang như chiếc 100 ha. Ồ, ở chỗ đó, ừ, 2-3 con luôn. Ồ, chạy luôn rồi. Có 2 chuột luôn. Chạy lên bờ kinh luôn rồi. Ồ, chú hôm nay bỏ không? Ờ, im rồi. Vì bên kia nghe nói người ta có 7-8 bao không? Có 13 bao là ngon lắm rồi đó. Thiệt. Rồi vậy là hai máy xong chạy vô luôn rồi đó nha các bạn. Cắm đầu cắm cổ luôn. Đây còn chở lúa. Chỉ như xa lắm.